Quản lý Đồng Vũ nghe nói Hắc Tường được em gái tặng thuốc quý chữa bệnh, còn muốn hai người cùng nhau đi mua quà cho em ấy. Nếu không phải có Hoắc Hiểu thì anh Tư đã trong tình trạng bị tattoo tơi tả. Hoắc Tường nghe những lời của Bùi lão thì cho rằng em gái mình là một thần y, là ngôi sao may mắn giúp anh vượt qua vận đen. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Hoắc Tường nhờ quản lý Đồng Vũ chở mình tới trường Nhất Trung đón em gái. Lục Hà vẫn ôm hy vọng Hoắc Tường sẽ đồng ý cho cô ta đi theo dự buổi show tập kỹ phát sóng trực tiếp kia. Mặc dù đã gọi rất nhiều cuộc gọi mà vẫn không thấy anh Tư trả lời hồi đáp. Lục Hà nghe nói anh trai mình không khỏe nên nghỉ phép ở nhà cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô ta cũng nhớ chuyện Hoắc Tường quả thật đã từng bị thương gây xôn xao dư luận và phải từ bỏ nghiệp ca hát, nhưng cô ta lại một lòng một dạ ở Lục gia nên đã không để tâm tới chuyện này. Lục Hà vừa thấy xe của Hoắc Tường và quản lý Đồng Vũ thì tiến lại chào hỏi. Không ngờ anh Tư nhà họ Hoắc lại chặn số điện thoại của cô ta rồi đến đón Hoắc Hiểu. Lục Hà gặng hỏi thì Hoắc Tường liền viện cớ là mình rất bận nên không nghe máy, còn cho rằng số máy của Lục Hà là số máy của kẻ lừa đảo. Hoắc Tường nói rằng mình chỉ có một đứa em gái là Hoắc Hiểu, còn cô ta chỉ là người ngoài với anh, không có quan hệ huyết thống gì, từ nay về sau không nên gọi mình là anh Tư nữa. Hoắc Tường biết rằng Lục Hà định mượn lại tình cảm anh em để anh đưa cô ta tới tham gia chương trình chung, cho dù cô ta có nài nỉ thế nào cũng nhất quyết không giúp đỡ. Anh tới đây là để đón em gái anh, em tốt nhất nên tránh sang chỗ khác để tránh hiểu lầm đi. Lục Hà nhìn theo bóng dáng xe của Hoắc Tường bỏ đi với vẻ mặt tức giận. Trở về nhà, cô ta quyết tâm liên lạc cho người biết về tình trạng bệnh tình của Hoắc Tường, định sẽ hủy hoại sự nghiệp của Hoắc Tường bằng cách tung tin đồn về tình trạng của lão tứ ra ngoài. Hôm sau tại địa điểm thi nói tiếng Anh thành phố, Hoắc Hiểu lại một lần nữa đoạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh và nhận được 10 vạn tệ tiền thưởng. Ông bà Lục không quên cầm theo điện thoại chụp những bức ảnh đẹp xuất sắc của con gái trên bục nhận thưởng. Hoắc Hiểu vừa nhận được tiền thưởng liền lập tức đưa cho ba đi mua xe, nói ba tự chọn bất cứ chiếc gì tùy thích. Bố Hoắc nghe vậy cũng vô cùng cảm động trước hành động của con gái. Khi này Trác Vân gọi điện cho Hoắc Hiểu, hỏi cô đã mua thuốc an thần hương ở đâu, bởi vì bệnh của Mẫn Úc đã tái phát nên muốn nhờ người điều chế hương đến xem bệnh cho hàng xóm. Hoắc Hiểu nghe vậy liền lập tức đi tới nhà Mẫn Úc. Hiểu Hiểu vừa đến đã thấy anh hàng xóm ho ra máu rất nghiêm trọng. Còn vệ sĩ Dương Dực thì cho rằng Hoắc Hiểu chính là hung thủ gây tái phát bệnh cũ của chủ tử bọn họ nên không nên đến đây, cho rằng cô Hoắc này chính là kẻ lừa đảo. Hoắc Hiểu vừa quan sát thấy anh hàng xóm không chỉ bệnh cũ tái phát mà còn rối loạn hơi thở, không phải chỉ là một vết thương nhỏ, lập tức dập tắt cây hương đang đốt lên. Vệ sĩ thấy Hoắc Hiểu tắt hương còn vội vàng chạy tới ngăn lại. Nếu anh muốn chủ tử của mình chết thì cứ tiếp tục châm hương đi. Sau khi bắt mạch cho Mẫn Úc, Hoắc Hiểu liền lấy giấy bút viết ra một đơn dược liệu cho thằng đệ Trác Vân đi mua, nói rằng phải chuẩn bị đủ dược liệu trong danh sách trong vòng 3 ngày. Dương Dực thấy vậy liền ngăn Trác Vân lại, cho rằng Bùi lão là thầy thuốc quốc y cao siêu còn phải bó tay thì không thể tin lời của một con bé học cấp 3 được. Trác Vân dù thế nào vẫn nhất quyết tin tưởng cô Hoắc. Ngay cả Bùi lão sau khi chứng kiến toa thuốc cũng lên tiếng nói toa thuốc của Hoắc Hiểu không có vấn đề gì. Ông ta không thể tìm được đơn thuốc nào phù hợp hơn với tình hình hiện tại của Mẫn thiếu, cho rằng y thuật của Hoắc Hiểu thật sự là trên cơ mình. Do Mẫn Úc không nghe lời uống thuốc của Hiểu Hiểu đưa nên thân thể mới càng ngày càng giảm sút sinh lệnh. Hoắc Hiểu thấy những người trong nhà đối với Mẫn Úc tỏ ra rất cung kính, cho rằng thân phận của anh hàng xóm là không hề đơn giản. Dương Dực sau khi biết chuyện đã hiểu lầm thần y cũng bâng lời đi lấy thuốc của Hoắc Hiểu mang ra cho chủ tử uống. Mẫn Úc vừa uống thuốc xong đã cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Anh vệ sĩ liền quỳ xuống xin lỗi Hoắc Hiểu vì vừa rồi đã có thái độ khinh thường thất lễ, nói cô Hoắc sau này có việc gì hữu ích thì cứ phân chia cho mình làm. Hoắc Hiểu nhận ra lần phát bệnh này là do vết thương trên bắp chân của Mẫn Úc mà ra, bởi vì có những chấn thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên khi ra bệnh viện kiểm tra thì không thể biết được. Bùi lão hỏi thì cô gái lại giả ngốc nói rằng mình chỉ là học được những gì đã thấy trong sách y học, nhưng lão sư phụ chắc chắn bộ thước tinh diệu kia chỉ là do Hoắc Hiểu tự tay viết ra. Sau khi chữa trị xong cho anh hàng xóm, Hoắc Hiểu liền trở về nhà, nói khi nào mọi người tìm đủ dược liệu thì gọi cho mình, còn lão Bùi thì chỉ thủ nghiên cứu mấy lọ thuốc mà Bùi thiếu được cô gái tặng cho. Khi này trên mạng lan truyền tin đồn đội trưởng Lucky của ban nhạc Phi Phàm bị trọng thương khiến ban nhạc tan rã. Đồng Vũ cho rằng Hoắc Tường đã bị những kẻ xấu xa hãm hại phá hoại sự nghiệp, nhất định sẽ làm mất uy tín của nghệ sĩ, mất cơ hội có DUCE hợp đồng trở thành đài ngôn của các thương hiệu cao cấp. Hoắc Tường cho rằng nhân liệt này giải tán ban nhạc cũng là chuyện tốt, cho rằng bởi vì kẻ xấu bùng lên tin tức Hoắc Tường bị thương chỉ là muốn dùng anh làm ngòi nổ khiến các thành viên khác của ban nhạc mất hết sự kiên trì dẫn đến nhóm nhạc tan rã. Anh Tư và quản lý Đồng Vũ cho rằng kẻ hãm hại anh chính là quản lý Kim Húc Viễn, bởi vì hắn ta chắc chắn rằng Hoắc Tường sẽ trở thành một kẻ què quặt, bản thân lại có quan hệ rộng nên mới dám làm như vậy. Hoắc Tường nói Đồng Vũ đi giải thích với đạo diễn chương trình sâu tạp kỹ gia đình kia, nhân cơ hội làm loạn quảng cáo thêm cho chương trình đông khán giả. Thằng đệ thuế đại ca nội tâm thay đổi phức tạp, còn cho rằng vì anh đã sống cùng em gái lâu quá nên đã bị lây nhiễm chỉ số thông minh cao rồi. Hai hôm sau, Hoắc Hiểu nhận được cuộc điện thoại từ Trác Vân, nói rằng tất cả dược liệu cần để chữa bệnh cho Mẫn Úc đều đã có đủ, bây giờ đang ở cổng trường trung học chờ chị đại gia để đón. Dương Dực sau khi điều tra thân thế của Hoắc Hiểu cũng không hiểu vì sao một cô gái bình thường lại có y thuật xuất thần nhập hóa như vậy. Hoắc Hiểu vừa đi xuống cầu thang thì gặp được quan gia ngõ hẹp Lục Hạ. Lục Hạ chất vấn Hoắc Hiểu rốt cuộc là ai, xác định xem Hoắc Hiểu có phải cũng trọng sinh giống mình hay không, bởi vì nếu cô thật sự là Hoắc Hiểu thì không thể giỏi giang có thành tích tốt như vậy. Hoắc Hiểu nghe vậy liền nói chó ngoan không cản đường, cho rằng Lục Hạ bị mắc bệnh rối loạn ảo tưởng liền đẩy cô ta sang một bên. Tại dinh thự, Bùi lão đang cho người chuẩn bị bày biện dụng cụ quan trọng cho Hoắc Hiểu đến luyện dược. Khi này Hiểu Hiểu được anh vệ sĩ Trác Vân và Dương Dực hộ tống đến dinh tự sư phụ Bùi lão. Ông ta vừa thấy Hoắc Hiểu đến liền hứng khởi muốn tham gia trợ giúp, bởi vì muốn tận mắt nhìn thấy cô gái luyện dược cao siêu. Hoắc Hiểu nói rằng mình muốn luyện thuốc mà không bị người khác quấy rầy nên chỉ hai người họ là được. Bùi lão nghe và lập tức đuổi hết người làm trong nhà ra ngoài, nói ai chưa được cho phép thì không được tự ý quấy rầy. Chưa kịp để lão sư phụ kịp chủ tay nghề, Hoắc Hiểu đã sử dụng thuần thục dụng cụ nghiền thuốc.
Tháng Dốc đã luyện thành những viên thuốc quý tròn trịa bóng láng khiến Bùi lão phải trố con mắt. Động tác thuần thục tới nỗi ông ta trở thành kẻ thừa không có cơ hội ra tay. Bùi lão chứng kiến cô gái luyện chế thuốc xong còn muốn xin tiểu sư phụ nhận làm đồ đệ, nói rằng mặc dù tôi hơi già nhưng thiên phú vẫn còn có thể sử dụng được. Hoắc Kiểu sau khi luyện chế thuốc xong liền mang hộp thuốc ra ngoài chỗ nhóm Trác Vân và Dương Dực đang đứng chờ. Thằng đệ Trác Vân mở hộp thuốc ra ngó thử, nghe nói hộp này chứa những viên thuốc cấp S giá trị lên đến 10.000 vạn liền chóng mặt buồn nôn, tay chân mềm nhũn sợ hãi vì cầm quá nhiều tiền, liền khẩn trương cẩn thận nhẹ nhàng mang về những viên thuốc quý giá cho chủ tử. Hoàng Hốt nói anh Úc nhẹ tay nâng như nâng chứng bởi vì trong hộp là những viên thuốc S cộng cực kỳ quý giá. Hai thằng đệ còn góp ý cho anh hàng xóm mua nhà hàng xóm tặng cho Hoắc Kiểu để bọn họ có thể ở gần bên hỗ trợ lẫn nhau. Nửa tháng sau tại sân bay thủ đô Mã Quốc, Hoắc Kiểu cùng 4 học sinh xuất sắc lọt vào top 5 toàn quốc của cuộc thi lần này tiếp tục được chọn ra để tham gia thi đấu quốc tế. Hoắc Kiểu được anh ba Hoắc Dực Dân tới đón ở sân bay Mã Quốc, nói em gái thi xong để anh dành sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi dạo. Nghe nói lão ta này có chút tự kỷ quái gở, không thích đến những chỗ đông người. Hoắc Kiểu liền giải thích với ba mẹ là mình đã đến nơi an toàn và gặp anh ba. Sau khi được Hoắc Dực Dân chở đến khách sạn, Hoắc Kiểu mới xuống xe lấy hành lý, nói anh ba trở về sau một buổi vất vả phải cố ý chạy tới đón mình. Hoắc Dực Dân thấy em gái giữ khoảng cách với mình thì trong lòng có cảm giác không vui do dự về trước. Nửa đêm lão Tam gọi cho anh hai hỏi xem Yểu Yểu thích gì. Hắc Đình Duệ nghe vậy liền tỉnh táo nói với em trai rằng em gái giống như một con mọt sách chỉ thích học và thích được người khác phát lì xì, định dùng kế hoạch này để lão Tam làm mất lòng em gái không thay thế được vị trí của anh trong lòng Hoắc Kiểu. Hoắc Dực Dân nghe anh hai nói thì lập tức cho người sưu tầm tất cả các tài liệu ôn tập của các trường cấp 3 ở Trung Quốc, còn chuyển khoản cho Hoắc Kiểu 99.000 tệ kia như quà gặp mặt. Hôm sau tại tòa nhà trái tim Olympic, Hoắc Kiểu cùng tất cả thí sinh thành viên của đội tuyển quốc gia được phân vào một phòng thi làm bài. Bởi vì thứ hạng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc không chen được vào bảng xếp hạng nên chỉ có thể được xếp vào phòng thi cuối cùng. Bắt đầu cuộc thi giám thị nước ngoài cũng coi thường đội tuyển Trung Quốc không có xếp hạng quốc tế, không xứng đáng có danh ngạch để dự thi. Sau khi tiếng chuông vang lên, Hoắc Kiểu và các học sinh cùng Đức bỏ bút rời khỏi phòng thi. Hoắc Kiểu rời khỏi phòng thi với vẻ mặt khó chịu, học sinh các quốc gia khác trông thấy còn cho rằng có đứa đang khóc vì đề thi khó quá thi không nổi. Hoắc Kiểu khó chịu không phải vì đề thi mà vì buồn đi vệ sinh vì hồi sáng uống quá nhiều sữa tươi. Sau khi vào nhà xí sảng khoái xong đi ra lại thấy các học sinh nước mình đang cãi nhau với hai học sinh Á Quốc. Học sinh Mã Quốc coi thường học sinh Trung Quốc vì ngay cả thứ hạng thi đấu quốc tế cũng không có. Hoắc Kiểu liền túm lấy tay của anh ra đen bóp chặt khiến hắn vô cùng đau đớn, nói rằng muốn đặt cược thứ hạng cho cuộc thi này. Xem thử Hoa Quốc hay Mã Quốc sẽ giành được giải nhất. Bên nào thua thì sẽ phải gọi bên thắng bằng 3-3. Thầy giám sát phàn nàn cho rằng Hoắc Kiểu quá kích động ngộ mãng, nếu bị thua thì sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy cho quốc gia. Nhưng Hoắc Kiểu lại cho rằng không thể khoan dung mù quáng để thúc đẩy sự kiêu ngạo của những kẻ ngu ngốc chậm chạp, cần phải chèn ép kẻ thù khiến cho họ không dám tùy ý mạo phạm nữa. Khi này đã có kết quả thi quốc tế, Hoắc Kiểu với điểm tuyệt đối 200 đứng đầu cuộc thi, còn lớp của Mã Quốc chỉ đứng hạng 2 với số điểm là 189. Các học sinh và giáo viên xúc động ôm nhau không cầm được nước mắt khi Hoa Quốc giành được giải nhất. Còn tên mặt mụn bốc thì bước tới chỗ Hoắc Kiểu nhận thua và gọi một tiếng 3-3 theo như cuộc đánh cược. Hoắc Kiểu liền xoa đầu học sinh Mã Quốc, nói rằng Trung Quốc có đất đai tài nguyên rộng lớn, nhân tài lại tầng tầng lớp lớp, không thể đánh giá bằng thành tích nhất thời. Khi này thầy hiệu trưởng và các giáo viên ở Nhất Trung cũng đã nhận được tin Hoắc Kiểu giành giải nhất với điểm tuyệt đối trong cuộc thi quốc tế. Dịch Liên Phàm cũng không đổi lết được lên hạng 27. Chủ nhiệm Vệ Mi Chết lúc này mới hối hận vì lúc trước đã có thành kiến với Hoắc Kiểu không để cho cô vào lớp. Mẫn Úc và đàn em chứng kiến Hoắc Kiểu giành điểm tuyệt đối tại vòng thi quốc tế cũng không dám tưởng tượng ra loại thành tích này. Thằng đệ Trác Vân và Dương Dực liền lập tức cùng nhau đi hẹn hàng xóm đi uống trà để thảo luận về việc mua nhà bên cạnh. Mẫn Úc cũng nhắn tin chúc mừng Hoắc Kiểu giành hạng nhất cuộc thi, nói rằng bởi vì lâu quá không gặp em nên ngực anh có chút đau rồi. Hôm sau Hoắc Kiểu được mời đến nhà của anh ba Hoắc Dực Dân, anh ba nói em gái ra đại sảnh ngồi chơi để anh đi hâm nóng đồ ăn. Hoắc Dực Dân mang ra cho Hoắc Kiểu những đĩa đồ ăn thơm ngon. Kiểu Kiểu chủ động bưng một đĩa đồ ăn ngồi cách siêu xa anh trai, nói rằng em ăn một phần này là đủ rồi. Anh ba nghe nói em gái rất thích học và nghiên cứu liền chuẩn bị cho Hoắc Kiểu một hộp quà rất lớn. Hoắc Kiểu có dự cảm điểm xấu mở ra thấy bên trong hộp là một đống sách vở ôn tập tuyển sinh đại học, còn định kết thúc tình anh em với anh hai, chỉ có thể cười dựng nói rằng đống sách này cực kỳ có ích, anh ba không cần phải tìm thêm. Hoắc Kiểu nghe trợ lý của Hoắc Dực Dân nói rằng anh ba của cô luôn dành thời gian ở trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu và không thích giao tiếp xã hội, ngoại trừ bác sĩ tâm lý điều trị chứng mất ngủ thì không ai có thể vào phòng của anh ba. Liền định khi về nước sẽ gửi cho anh một hộp đàn hương để trị chứng mất ngủ. Hoắc Dực Dân nghe nói em ái chiều nay sẽ ra sân bay còn định lái xe chở Hoắc Kiểu đi, nhưng Hoắc Kiểu lại lùi xa anh ba nói rằng mình sẽ đi cùng bạn học. Hoắc Dực Dân không hiểu sao em gái nhất định phải đứng cách xa mình như vậy để nói chuyện, liền bước lại gần xoa đầu Hoắc Kiểu. Chúng ta là anh em rồi mà, em gái không cần quá xa lạ như vậy đâu. Hoắc Kiểu thấy anh ba tới gần tiếp xúc với mình cho rằng anh hai lại gạt mình rằng anh ba là kẻ lập dị không thích tiếp xúc với người lạ. Kiểu Kiểu được anh ba Hoắc Dực Dân chở đến sân bay cùng các bạn trở về nước, nói anh ba có rảnh thì về nhà thăm mọi người, cả nhà đều đang chờ anh trở về. Hoắc Kiểu trở về nhà vẫn còn có cảm giác lệch giờ khó ngủ, định giải quyết mọi chuyện rồi bắt đầu ghi hình vào chương trình tạp kỹ ngày mai với anh Tư. Hoắc Kiểu đến tiệm thuốc mua những loại dược liệu đã được nghiền thành bột để làm hương cho anh hai ngủ ngon. Sư phụ Bùi lão thấy Hoắc Kiểu tới mua thuốc còn muốn làm phụ tá hỗ trợ cô pha chế. Đệ tử bán thuốc thấy sư phụ hành động kỳ lạ cũng không hiểu chuyện gì. Bùi lão nhờ Hoắc Kiểu giúp mình xem qua cuốn sách gia truyền mà ông đã nghiên cứu hơn nửa đời người vẫn không tìm ra cách phối chế. Hoắc Kiểu xem qua thấy bên trong quyển sách đều là những phương thuốc không hoàn chỉnh không có tác dụng gì, cho rằng thuốc được luyện ra trong sách này chỉ là phế phẩm làm lãng phí dược liệu, thay vì nghiên cứu thì nên vứt sách vào thùng rác. Bùi lão không ngờ cuốn sách được thế hệ trước coi như bảo bối truyền từ đời này sang đời khác lại bị xem chỉ là phế phẩm. Hoắc Kiểu nói rằng chỉ có những phương thuốc hiệu quả mới đáng để học hỏi sử dụng, không nên bám vào thuốc cổ hay thuốc mới.
Bùi lão nghe xong thở dài hổ thẹn, nhận thấy mình đã già mà còn kém cỏi hơn cả một tiểu cô nương. Đệ tử lúc này mang trà bước vào cũng không hiểu cô nương tiểu hoắc kia có thân phận thế nào mà sư phụ lại phải lấy cả sắc cổ ra đưa cho cô đọc. Đệ tử nói với sư phụ về chuyện Hoắc Yểu chính là người đã ngu dược hiệu để chế hương lần trước cho Hoắc Tường. Trác Vân chờ theo đại ca Mẫn Úc tới đón Hoắc Yểu. Nghe nói Mẫn Úc bị đau ngực nhưng khi Hoắc Yểu xem mạch tượng của anh hàng xóm lại không thấy có vấn đề gì, bởi vì anh không phải đau ngực do bệnh mà là đau ngực do thiếu em. Mẫn Úc đưa Hoắc Yểu đến nhà hàng ăn cơm uống trà. Bởi vì mới về nước lệch giờ sinh học không quen nên Hoắc Yểu đã thức khuya ngủ không ngon giấc. Khi này Yểu Yểu nhận được cuộc gọi của ba Hoắc, ba đã cử người đi theo dõi con gái nên biết là Hoắc Yểu đang đi ăn cơm với bạn ở bên ngoài. Nhân viên nói với sếp rằng đại tiểu thư đã đi theo một nam sinh cực kỳ đẹp trai đến nhà hàng ăn cơm. Hoắc Yểu nói với ba rằng người bạn đi ăn cơm với mình chính là thầy giáo dạy kèm mà cô đã nói. Bố Hoắc nghe vậy nhất định phải đến cảm tạ thầy dạy kèm của con gái, nhưng Hoắc Yểu lại cúp máy nói rằng thầy Mẫn không rảnh, cho rằng Mẫn Úc không phải thầy dạy kèm thật sự của mình thì không cần mời đi ăn cho tốn tiền ba mẹ. Bố Hoắc liên tục nhắn tin cho con gái nhất định phải mời khách để người ta nhìn nhận gia đình họ Hoắc là gia đình biết lễ nghĩa. Hoắc Yểu kể cho Mẫn Úc về chuyện cha cô muốn mời anh hàng xóm ăn cơm để cảm tạ lần trước anh đã tặng quà, muốn anh hàng xóm dù có thời gian hay không thì cũng phải viện cớ từ chối ba mình. Hoắc Yểu nói rằng ngày mai sẽ theo anh Tư đi ghi hình, anh hàng xóm và thằng Đề nếu rảnh thì bật chương trình phát sóng trực tiếp lên xem. Ăn xong, Hoắc Yểu bắt xe trở về nhà. Thằng Đề chắc Vân vào quầy tính tiền món ăn thì mới nghe nhân viên nói rằng phòng ăn của bọn họ đã được thanh toán, không biết là thế lực bí ẩn nào đã giúp bọn họ trả tiền. Hôm sau, Hoắc Yểu đeo khẩu trang lên xe của quản lý Đồng Vũ và anh Tư. Bởi vì Hoắc Yểu không có hứng thú làm người nổi tiếng nên không muốn lộ mặt ghi hình trước chương trình, cho rằng nếu nổi tiếng rồi đi đâu cũng phải ngụy trang thì sẽ rất phiền toái. Hoắc Yểu và anh trai đến địa điểm ghi hình chương trình, hai em cứ tưởng đội ngũ ekip phải một lúc nữa mới phát sóng chương trình nhưng không ngờ buổi phát sóng trực tiếp đã diễn ra từ lâu. Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao không biết em gái đội mũ đi bên cạnh Hoắc Tường idol là em gái may mắn nào.